soái ca sơ mi trắng đứng trước xóm trọ lúc nửa đêm, hành động kỳ lạ sau đó khiến tất cả ngỡ ngàng. Sự việc xảy ra vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 23 tháng 3, một nam thanh niên cao ráo, ăn mặc lịch sự, đội mũ bảo hiểm tiến đến trước cửa một căn nhà trọ. Thanh niên này đứng nghe điện thoại, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, đặc biệt chàng trai này tập trung hướng mắt nhìn vào giá phơi quần áo cạnh đó. Người này tiến lại gần, với tay lấy chiếc mắt treo đồ lót phụ nữ, rồi vội va tròn, giữ chặt trước ngực và quay lưng bước đi thẳng. Vừa đi, thanh niên vừa cố giấu giếm, chiến lợi phẩm vào trong người. Theo người dân chia sẻ, xóm trọ này khi trước thường hay bị mất trộm đồ lót phụ nữ, thời gian gần đây đỡ hơn thì lại xảy ra sự việc. Đến khi xem lại camera an ninh thì phát hiện cảnh tượng trên, đoạn clip khi được đăng tải nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi khó hiểu lẫn thắc mắc về hành vi kỳ lạ của nam thanh niên. Thật sự khó lý giải cực kỳ, trông cao ráo sáng sủa, đeo cái nhẫn sáng chói cả camera thế kia mà lại hành động kỳ cục quá. Không biết nói về trường hợp này thế nào luôn, chỉ biết cố bảo quản đồ cho cẩn thận, chứ biết làm sao bây giờ.